Chào mừng đến với Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy nâng tầm sức khỏe và tinh thần của cơ thể bạn lên cao đến không ngờ cùng với yoga. Hãy tập cùng tôi. Xin chào. Chào mừng đã trở lại. Hôm nay các bạn thế nào? Tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời với yoga. Chứ không chỉ là cảm giác bình thường đâu, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Bây giờ hãy bắt đầu với những bước căn bản. Rồi, đem theo khăn hoặc mệt của bạn. Tôi chắc bạn đều biết rõ điều này phải không? Mọi thứ đã sẵn sàng. Tốt, giờ thì bạn có thể ngồi lên tấm khăn. Chúng ta sẽ chọn tư thế nào bạn thích. Rồi, có thể bạn thích ngồi như thế này. Có thể bạn thích ngồi đặt chân này lên chân kia. Hoặc bạn thích ngồi kiểu Soshi Gama. Rồi như thế này. Tốt lắm. Hoặc bạn sẽ ngồi với khung chân mở rộng, gót chân trái đè lên chân kia. Chọn tư thế ngồi bạn thích. Tôi ngồi như thế này. Tốt. Bây giờ ngồi lùi lại, thẳng lưng. Bắt đầu hít một hơi dài. Thư giãn hơn rồi nha. Tốt. Hít một hơi dài. Rồi thật thư giãn. Đánh thức năng lượng trong bạn. Hãy xem việc hít thở đem lại cho bạn nhiều năng lượng như thế nào. Chỉ nhớ là giữ tâm trí của bạn ở nơi đây. Trong giây phút này, trong vòng 1 giờ đồng hồ, bạn sẽ chẳng đi đâu cả. Nếu có điện thoại, hãy tắt nguồn đi. Bạn có thứ khác, cũng hãy tắt hết đi. Chỉ tập trung tâm trí ở đây mà thôi. Cùng với tôi trải nghiệm những giây phút yên bình với yoga. Rồi hít một hơi dài. Thẳng lưng. Quan sát động tác của tôi. Để ngón tay như thế này. Lưng thật thẳng. Bây giờ tập thở 5 lần. Ngực nâng lên 5 lần. 5 lần cho phần bụng. Bạn hiểu rồi chứ? Sẵn sàng. Nhắm mắt lại. Thẳng lưng. Giờ từ từ hít thở. Bắt đầu. Hít vào để nâng phần ngực lên. Thở ra. Lần nữa, hít vào. Thở ra. Lần 3. Ngực nâng lên. 4. 5. Tốt. Giờ giữ yên phần ngực, tập trung cử động phần bụng. Bụng đưa ra đưa vào. 1, 2, 3, 4, 5. Tốt. Bây giờ trở lại phần ngực. 1, 2, 3, 4, 5. Tốt. Bây giờ trở lại phần bụng. 2, 3, 4, 5. Bây giờ trở lại phần ngực. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ trở lại phần bụng. 1, 2, 3, 4, 5. Tốt. Từ từ mở mắt ra. Bạn thấy không? Bạn sẽ kiểm soát được hơi thở và tinh thần của bạn. Luyện tập cách thở này là bạn rèn luyện được cho trí óc của bạn khơi thông các nguồn năng lượng khác nhau. Bụng, ngực nâng lên, hạ xuống. Tôi chỉ cho bạn một kỹ thuật. Có những lúc bạn thấy rất nóng bức và bạn có một kỹ thuật trong yoga có thể làm cơ thể của bạn mát mẻ. Cũng không hẳn là mát, nhưng nó sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn khi quá nóng. Và với những người bị cao huyết áp, đây sẽ là một kỹ thuật tuyệt vời để kiểm soát và hạ huyết áp xuống. Động tác này các bạn thực hiện trong 3 đến 5 phút. Lưỡi bạn đưa ra như khi bị nghẹn. Khi hít vào, nuốt sâu lưỡi vào trong miệng. Tốt, ngậm miệng lại và thở ra bằng mũi. Tôi sẽ làm thử cho bạn xem. Tôi biết bạn đang cười. Một số người có thể thè lưỡi ra rất dài. Bạn dùng miệng uốn lưỡi thành như thế này. Bạn sẽ thấy kết quả. Đây, từ đây. Giống như một chiếc lá mở ra. Như thế này. Bạn hít vào.
Giờ ngậm miệng lại. Giờ thở ra bằng mũi. Tuyệt lắm. Làm lại nào. Hít vào. Ngậm miệng lại. Thở ra. Lần nữa. Hít vào. Ngậm miệng. Thở ra. Các bạn cứ lặp đi lặp lại. Bạn nhìn này, cô ấy làm rất tốt. Cô ấy có thể đưa lưỡi ra như vậy. Giờ ngậm miệng lại, từ từ thở ra bằng mũi. Tốt lắm, nó như một chiếc lá hé mở. Tốt, bạn cũng có thể luyện tập bằng cách đặt một vật gì đó vào trong miệng. Cố gắng đưa lưỡi ra và uốn lưỡi bao lấy vật đó. Có thể đặt một cây viết. Đặt cây viết vào và cố tạo ra hình cong của lưỡi như thế này. Từ từ ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi. Động tác này rất tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc khi thời tiết quá nóng. Bạn có thể đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Tốt, tôi đã chỉ cho bạn một nguồn năng lượng rất tuyệt và hệ thần kinh của bạn cũng được thư giãn. Chúng ta làm lại lần cuối, 3 lần nữa. Từ từ thở ra, thật dài. Làm lại, hít một hơi sâu, đưa lưỡi ra. Ngậm miệng, thở ra bằng mũi. Còn 2 lần nữa, đưa lưỡi ra, hít thật sâu, cảm nhận hết mức có thể. Tốt lắm, ngậm miệng lại, thở ra. Tốt, 1 lần nữa, đưa lưỡi ra, hít thật sâu, sâu nữa, sâu hơn. Ngậm miệng lại, từ từ thở ra bằng mũi. Tốt, ngồi nghỉ một chút, thở như bình thường. Cả hai bạn hãy nhớ rằng, ở những nơi bạn thấy nóng bức, hãy thực hiện cách thở này. Tốt. Bạn sẽ thấy ấm lại. Xin lỗi, ý tôi là sẽ thấy cân bằng trở lại. Rồi, từ từ mở mắt ra. Tốt, bây giờ chúng ta thực hiện động tác kéo giãn vai. Đúng rồi, từ từ để cho bả vai nâng lên khi hít vào. Hít vào. Và thả xuống. Hít vào. Cố nâng nó lên thật cao. Thả xuống. Hít vào, nâng lên. Thả xuống. Hai lần nữa, điều này thực sự kéo dài sự thở ra của các bạn. Từ lúc có thể bạn thấy đau ở cổ, nhưng sẽ giúp cho phần vai không bị tổn thương. Tốt, bây giờ đảo chiều, nâng lên, thả xuống. Tốt, nâng lên, thả xuống. Thêm 3 lần nữa, nâng lên, thả xuống. 2, nâng lên, thả xuống. 1, nâng lên, thả xuống. Giờ từ sau ra trước, nâng lên, thả xuống. 2, nâng lên, thả xuống. Bạn nhìn này, đằng sau nâng lên, ra phía trước thả xuống. Thấy không? Đảo chiều. Nâng cao nữa. Tốt, 2 lần nữa. Nâng cao hơn, thả xuống. Lần cuối. Nâng lên và thả xuống. Rất tuyệt, bạn thấy không? Giờ chúng ta tập động tác kéo giãn xương sống bên này rồi bên kia. Nó giúp cho cột sống của bạn mềm dẻo. Để tay như thế này. Đặt cánh tay phải xuống thế này. Bên phải của các bạn là hướng ngược lại. Tốt, giữ nguyên tư thế. Đặt tay cao quá đầu. Phải chắc chắn rằng đầu gối của bạn không nâng lên thế này. Giữ đầu gối nguyên tư thế. Giữ như thế này. Rồi thở. 1 2 3 4. Tốt. Từ từ ngồi thẳng trở lại. Tốt lắm. Giờ làm tới bên này. Có nghĩa là tôi sẽ nghiêng bên này, còn bạn nghiêng bên kia. Đặt tay như thế này. Tay kia giơ cao khỏi đầu. Tay thật thẳng, rồi thở. 1, 2, 3, 4. Tuyệt vời. Từ từ ngồi thẳng dậy. Tốt. Giờ đặt tay trái lên đầu gối phải. Tay phải đặt ra phía sau. Nhìn ra sau, giữ lưng cho thật thẳng. Vai mở ra. Bây giờ thở đi. 1 2 3 Và 4. Nhìn về phía trước và thả lỏng. Bạn thấy không? Bây giờ đặt tay phải lên đầu gối trái. Tay trái đặt ra phía sau. Nhìn ra sau. Giữ lưng cho thật thẳng.
Dài mở ra, vào thở. 1, 2, 3, 4. Tốt, nhìn về phía trước và thả lỏng. Bây giờ quay về hướng này. Tập động tác thế Hepani. Hãy nằm ngửa như thế này. Thư giãn, thả lỏng phần eo. Đừng căng cứng phần lưng như thế này. Hãy thả lỏng nó. Giờ co chân phải lên. Thả nghiêng hoàn toàn về phía này. Khi đặt đầu gối chạm đất, cố gắng đừng nhấc cơ thể lên như thế này. Rồi nâng lên. Duỗi ra lại. Tốt, giờ ta qua chân trái. Co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Giờ co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Phải, co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Lần cuối nào, co lên, thả nghiêng. Nâng lên, duỗi ra lại. Giờ thả lỏng đầu bạn, thở 2 lần. Thêm lần nữa. Tốt, từ từ ngẩng lên, thả lỏng. Tốt. Bây giờ tôi muốn giải thích nhiều hơn về động tác gập người về phía trước. Tôi ngồi gập người về phía trước. Ngồi như thế này, không cong người ra trước quá nhiều, không tốt chút nào. Lưng cong thế này cũng không tốt. Do đó chúng ta ngồi tư thế thật thẳng lưng, duỗi ra như thế này. Trước tiên, tư thế lưng thế này. Đừng ưỡn lưng ra trước. Kiểm tra xương sống giãn dài và thật thẳng. Phần chân, đầu gối dính với sàn. Ngón chân hướng về người bạn. Những gì tôi sắp làm có thể gây khó khăn cho lưng của bạn. Bạn có thể cong đầu gối lên cũng được. Rồi, giờ từ từ lấy tay với tới bàn chân của bạn. Bạn có gặp khó khăn khi cong người như vậy không? Tốt, giờ từ từ. Những người ưỡn lưng ra trước như vậy không tốt. Lấy cái khăn và đặt nó ở đây. Thấy không? Ở ngay đùi, ngã người về phía trước. Giữ nguyên đó, hít thở thật sâu. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Làm được như thế này rất tốt. Đối với những người hay ưỡn lưng quá nhiều về phía trước, sẽ tạo rất nhiều áp lực lên lưng. Bạn thấy không? Tư thế này sẽ gây ra tổn thương cho lưng nghiêm trọng. Do đó, với những người có tư thế ưỡn lưng quá nhiều thế này, động tác này sẽ giúp bạn duỗi dài phần lưng. Tốt. Phần bụng giờ sẽ ấn vào phần khăn và hỗ trợ cho việc duỗi dài lưng của bạn. Bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Tốt, giữ yên tư thế này thật lâu, lâu hơn nữa. Bạn có thể được 3, 2 và từ từ ngẩng đầu lên. Rồi, chúng ta xong tư thế này. Bây giờ ngồi thẳng lưng lên, gập chân trái lên như thế này. Chân kia duỗi thẳng, nâng hông lên. Rất tốt, cao hơn. Tốt lắm. Như thế, một chân thẳng, một chân gập. Tốt. Giờ bạn ngồi xuống được rồi, rất tuyệt. Giờ cùng làm thêm 3 lần nữa. Cố gắng giữ một chân thật thẳng, chân kia gập. Từ từ nâng hông lên. Chân trái nâng người lên. Nâng càng cao, chân kia càng thẳng. Rồi ngồi xuống. Rất tuyệt, 2 lần nữa. Từ từ nâng lên. Cao lên, cao hơn nữa. Tốt. Giờ thì hạ xuống. 1 lần nữa. Cao lên. Dồn trọng tâm về chân trái. Hông nâng cao hơn. Lên nữa. Tốt, giờ hạ xuống. Tuyệt lắm.
Ngồi xuống, hạ chân xuống, hít thở 2 lần. Thư giãn. 1. Rất tốt. 2. Tốt. Từ từ nhìn thẳng về phía trước. Cảm thấy tốt chứ? Bây giờ giữ chân trái thẳng, gập chân phải lên, như thế này. Thẳng chân trái. Tốt, tuyệt lắm. Cao lên nữa. Giờ nâng hông lên. Cao hơn nữa. Đúng rồi, bạn thấy rồi chứ? Giờ hạ xuống. Chậm thôi. Tốt lắm. Lặp lại nào. Nâng lên. Cao hơn, lên nữa. Cao hết mức. Đúng rồi. Ghi chân này xuống sàn và từ từ hạ xuống. Thêm 2 lần nữa. Nâng lên. 1. Cao hơn. Dồn trọng lượng lên chân phải. Cao chút nữa. Tuyệt lắm. Rồi hạ xuống. Lần cuối, nâng lên. Cao hơn. Thêm nữa đi. Ghi các ngón chân xuống. Cao hơn nữa. Từ từ hạ xuống. Tốt, thư giãn đi. Hít thở 2 lần. Bạn thấy không? Khi uống người, không cần phải làm quá nhanh. Bạn có nhiều thời gian, cứ chậm rãi, từ từ. Được chứ? Động tác này làm bạn khỏe mạnh hơn mà không gây đau đớn hay có bất cứ vấn đề gì. Rất an toàn khi thực hiện nó, đúng không? Giờ từ từ nhìn về phía trước. Thực hiện tư thế con rùa. Gập và bành đầu gối ra ngoài. Động tác này rất tốt cho những người bị đau hai bên hông. Cơn đau chạy dài xuống tới ống quyển. Rất đau. Giờ ta ngồi tư thế này. Bạn có thể sử dụng tấm khăn của bạn và ngồi lên nó. Ngồi như thế này. Nắm chặt cả hai bàn chân lại với nhau. Giờ đưa đầu xuống chỗ gót chân. Hít một hơi dài. Rồi thở ra. Hãy hít thở thật sâu. Thực hiện 3 lần, bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu ở phần lưng khi gập người xuống. 2. Tốt lắm. Từ từ ngẩng đầu lên. Chậm rãi buông chân ra. Rồi từ từ ngã người ra sau. Nhấc chân lên. Tốt. Giữ nguyên tư thế này. Giữ thăng bằng được chứ? 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, lặp lại. Gập người xuống, đầu cúi xuống. Rồi giữ tư thế hít thở. Tốt lắm. Để cùi chỏ hướng ra ngoài. Đầu cúi xuống, thở, hít thật sâu, rồi thở ra. Bạn thấy không? Tất cả những gì bạn cần là sử dụng cả bắp tay và hít thở. Đôi lúc, bạn chỉ có thể cúi xuống tới đây chứ không xuống gần chân được. Nhưng không sao, vẫn tốt. Kỹ thuật đẩy bạn có thể chúi đầu xuống sâu là hít thở. Do đó, bạn cần thở ra một hơi dài hơn. Khi đó bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cơ thể bắt đầu mở rộng ra như thế nào. Tốt, từ từ ngẩng đầu lên, buông chân ra. Từ từ ngã người ra sau, nhấc chân lên khỏi sàn. Rất tốt. Có thể bạn sẽ ngã, nhưng không sao. Tập yoga rất thoải mái và thư giãn. Hãy tận hưởng nó và nghĩ mình như một đứa trẻ. Giờ giữ tư thế này trong 5 giây nữa. 4, 3, 2, từ từ hạ xuống và thư giãn. Đúng rồi, hít thở đi. Hạ người xuống, hít thật sâu, rồi thở ra. Tốt lắm, hít thở 2 lần nữa. Hít vào, rồi thở ra. Tốt. Giờ từ từ ngồi xuống tư thế kim cương. Ngồi ở đây, trong tư thế kim cương. Rồi, ngồi yên, lưng thẳng. Giờ chúng ta thực hiện động tác massage, xóa bỏ stress và căng cứng của cơ bụng. Bao bọc ngón cái lại bằng 4 ngón còn lại. Rồi, giờ đặt tay ở khu dưới bụng, được chứ? Nó sẽ tạo ra động tác massage dễ chịu, xóa bỏ sự căng cứng, tiêu hóa cũng tốt. Và bạn sẽ tận hưởng cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm ở vùng bụng.
giờ nắm tay chặt thành nắm đấm, hít thật sâu, cúi xuống thở ra, chúi đầu xuống. Làm lại, hít vào. Hãy làm thêm 3 lần nữa, ngẩng đầu lên, lần nữa, cúi xuống thở ra. Tốt, nâng đầu lên. Tốt, lần nữa, cúi xuống thở ra. Ngẩng lên, hít vào. Lần cuối cùng này, các bạn giữ nguyên tư thế, thở ra và giữ nguyên đó. Chạm đầu xuống đất. Rất tốt, giữ đó, giữ nắm tay cho thật chặt và cảm nhận sự xoa bóp. Giữ yên đó trong 10 giây. Tiếp tục hít thở. 9, 8, 7, 6, 5, 0, 0, giữ đầu cuối xuống. Giữ đầu cuối xuống, rất tốt. 4, 3, 2, được rồi. Từ từ ngẩng đầu lên. Tốt lắm. Thả lỏng tay. Bạn thấy không? Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy rất đau ở đây, vào buổi chiều tối, cứ ngồi xuống và thực hiện kỹ thuật này sẽ xóa hết mọi căng thẳng hoặc là đau đớn, căng cứng ở đây. Được rồi, giờ tôi muốn các bạn ngồi lên như vậy. Một tư thế khác. Duỗi thẳng chân phải. Giờ mình thực hiện tư thế mèo duỗi người. Giữ chân cho thật thẳng và giơ cao, cánh tay cũng thẳng. Giờ làm gì nữa? Hạ chân xuống và trở về tư thế đứa trẻ. Hít vào, nhấc lên. Nâng chân trái lên. Giữ tay thẳng. Chân cao lên. Và trở về tư thế đứa trẻ. Tốt lắm, làm lại. Từ từ nhấc người lên lại, rất tốt. Giơ chân phải lên. Lần này cho cằm ngước lên. Đúng rồi, nâng chân cao hơn chút nữa. Tốt, cao hơn nữa. Tốt, giữ nguyên đó trong 5, 4, 3, 2 và chậm rãi về lại tư thế đứa trẻ. Đúng rồi, từ từ nâng người lên. Chuyển qua chân trái. Cao lên. Tốt, giữ cánh tay cho thẳng. Đúng, nâng cằm lên. Wow, xem bạn có thể giơ cao thế nào này. Các khớp của bạn giống như một cái hốc, có thể mở rộng ra nếu bạn luyện tập động tác này. Có rất nhiều cơ ở đây. Bạn càng luyện tập, bạn càng khỏe mạnh. 5, 4, 3, cao hơn chút nữa và hạ xuống lại tư thế đứa trẻ. Tốt lắm, bạn thấy không? Hạ vai như vậy. Do đó, kỹ thuật này dành cho các khớp của bạn, giúp cho khớp của bạn khỏe mạnh. Giờ từ từ ngồi thẳng dậy. Lại đây. Giờ chúng ta thực hiện động tác rắn hổ mang. Nhưng tôi sẽ bắt đầu từ một tư thế của đứa trẻ. Vào tư thế của đứa trẻ. Tốt lắm. Từ từ đẩy cơ thể lên và trường ra trước. Tốt lắm. Mở rộng ngực. Cánh tay cong một chút xíu. Tốt lắm. Lùi lại tư thế của đứa trẻ. Tốt, làm lại. Hít vào, đẩy người lên. Tì người xuống. Rất tốt. Đưa phần ngực hướng ra phía trước một chút. Rồi đẩy lùi trở lại tư thế đứa trẻ. Hai lần nữa, hít vào. Vào tư thế rắn hổ mang. Hạ thấp xuống. Tại đây, tôi muốn các bạn từ từ nhấc tay lên một chút như thế này. Và bây giờ trở lại tư thế đứa trẻ. Rất tốt. Hít thở hai lần nữa. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Giờ từ từ làm lại. Nâng người lên. Từ từ vào tư thế rắn hổ mang. Tốt lắm. Ấn người xuống. Từ từ nhấc cánh tay lên. Rồi đặt tay xuống, trở về tư thế đứa trẻ. Bạn thấy đấy, động tác này duỗi căng người ra, rất tốt cho lưng của bạn. Ngoài ra còn massage được cho vùng bụng. Trở lại tư thế đứa trẻ. Giờ từ từ ngẩng lên. Tốt lắm, bây giờ ngồi lên.
Tôi sẽ chỉ cho các bạn từng bước của kỹ thuật tên là Wasit Aksan. Đơn giản hơn, chúng ta gọi là tư thế mặt tấm dáng. Nhưng chúng ta sẽ làm động tác dễ trước, được chứ? Trước tiên, chúng ta chồm người ra trước như vậy. Duỗi thẳng chân trái như thế này, nghiêng qua một bên. Giơ thẳng tay lên, nâng hông lên và nhìn thẳng lên theo tay. Cố gắng tập giữ thăng bằng trước tiên. Tốt. Trở về tư thế cũ. Rất dễ phải không? Giờ tới chân phải. Duỗi thẳng chân. Tay phải giơ lên cao. Đẩy hông cao lên. Đúng rồi. Giữ nguyên tư thế. Tốt. 5, 4, 3, 2 và từ từ trở lại tư thế cũ. Bây giờ ta làm cùng một kỹ thuật cho tư thế tấm dáng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm. Vào tư thế tấm dáng như thế này. Khuỵu đầu gối phải xuống. Giơ tay trái lên cao. Tốt lắm. Hạ xuống lần nữa. Trở về tư thế tấm dáng. Khuỵu đầu gối trái và giơ tay phải lên cao. Tốt, trở về tư thế tấm dáng. Đẩy người ra phía sau về tư thế đứa trẻ. Giữ ở đó, thấy không? Thư giãn một chút nhé, tôi sẽ trở lại ngay. Bạn có đang tập tư thế mặt tấm dáng hay tấm dáng không? Hay là đang đợi tôi? Tôi sẽ làm lại cho các bạn xem. Tôi biết là khá khó hiểu trong lần đầu làm. Bây giờ từ từ tiến lên tư thế tấm dáng như thế này. Được chứ? Khuỵu gối phải. Giơ tay trái lên cao. Nâng hông cao lên. Cao lên. Tốt. Trở lại tư thế tấm dáng. Giữ chắc cánh tay. Nếu tay bị rung, bạn có thể khuỵu hai gối xuống. Nhưng cố lên. Huấn luyện bản thân nhé. Giờ khuỵu gối trái. Giờ tay phải lên cao. Tốt. 4 3 2 1. Lúc bạn hạ tay đặt lên sàn, hãy kéo gối lên. Đúng rồi, hãy làm lại lần nữa nhé. Bạn sẵn sàng chưa? Làm lại nhé. Bắt đầu. Khuỵu gối phải. Giơ tay trái lên cao. 4. Nâng hông cao lên. 3 2 1. Xong rồi. Tư thế tấm dáng. Thẳng người. Tốt. Giờ khuỵu gối trái. Giơ tay phải lên cao. Nhìn lên. 4 3 2 1. Giờ ở tư thế tấm dáng trong 10 giây. Bạn làm được không? Tôi sẽ đếm. Để ý cơ thể của bạn. Phải giữ cho thẳng. Đừng để phần hông thấp xuống thế này. Cũng không nhô cao. Giữ cho thẳng. Tốt. 10 giây. 9 8 7 6 5 4 3 2 và trở về tư thế đứa trẻ. Hít thở 2 lần. Rất tốt. Rồi từ từ ngồi lên. Bạn thấy cánh tay có cảm giác gì? Tôi sẽ chỉ cho bạn. Cánh tay đã được củng cố hình dáng rất tốt, rất thẳng. Cả cơ và xương đều khỏe hơn. Do đó, bạn càng kiên nhẫn khi làm động tác này, càng kéo dài thời gian gặp người, thì cơ và xương của bạn sẽ cứng và mạnh hơn. Bây giờ, nằm ngửa lưng ra. Thực hiện động tác massage dễ chịu cho phần lưng trước. Sau đó sẽ qua một vài bài tập, khiến bạn cảm thấy khỏe hơn. Tốt, giờ quàng tay, ôm tròn qua đầu gối, ở phía sau, cuộn người ngồi dậy, trở lại như cũ. Tốt lắm, làm như thế 5 lần,
5. Của người. 4. Của người. 3. Tốt lắm. 2. Khá dễ phải không? Của người. 1. Của người. Giờ nằm duỗi người ra. Bạn biết cách không? Hai chân để cách ra, cầm để chạm ngực, quan sát bụng. Ngay đây, khi hít vào, nó nâng lên, rồi hạ xuống. Hít vào, nâng lên, rồi hạ xuống. Hít thở, nhìn cách hít thở. Tốt, hít vào, nâng lên, rồi hạ xuống. Trong mọi lúc, bạn có thể quay về tập trung tinh thần vào phần trung tâm này. Khi bạn ngồi một mình, khi bạn đi bộ hối hả, khi đang dội, tập trung về phần trung tâm này. Giờ tập động tác duỗi phần chân ra. Nhắm mắt lại. Co chân trái lên. Mặt bàn chân chạm sàn. Chân phải duỗi, tay phải để dọc thân người. Tốt. Nâng chân phải lên cao. Thẳng chân. Hít vào. Đúng rồi, và từ từ thở ra. Tôi muốn các bạn không để nguyên chân phải chạm sàn, nhấc lên thế này. Và nếu bạn muốn như cũ, không sao. Tốt, giờ hít vào, nâng chân phải lên cao, rồi thở ra hạ xuống. Rất tuyệt, làm lại. Hít vào, nâng chân lên, hạ xuống. Tốt, lần nữa, hít vào, nâng lên, cao lên nữa. Tốt, hạ xuống. Hít vào, nâng lên, cao lên nữa. Hạ xuống. Lần nữa, hít vào, nâng lên. Hạ xuống. Lần cuối. Hít vào, nâng lên, cao hơn nữa. Giữ tư thế đó. Đợi một chút. Giờ quàng ra sau đầu gối. Nếu có thể, ôm lên gần mắt cá. Giờ cố gắng kéo chân bạn lại gần với mặt. Nếu như bạn thấy khó khăn, có thể sử dụng cái khăn như thế này. Đặt vào. Dễ hơn chứ? Và cố gắng giữ thẳng ngay đầu gối. Như thế này. Trong những lần đầu, một vài bạn có thể như thế này, bởi vì dùng này quá cứng. Cứng như thế làm cho lưng bạn đau. Do đó, bạn nên luyện tập động tác kéo giãn, giữ đầu gối thẳng. Để tư thế này 10 giây. Giữ chân gần mặt của bạn. 5 giây nữa. Chút nữa. 4. Chút nữa. 3. Quấy làm rất sát. 2. Và hạ xuống. Xong rồi. Hít thở 2 lần. 1. Hít vào, bụng nâng lên. Thở ra, bụng hạ xuống. Tốt, giờ làm tiếp đi. Từ từ mở mắt ra. Co chân phải lên. Nâng chân lên, hít vào. Thêm nữa, rồi thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên, cao nữa. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, cao nữa. Thở ra, rất tốt. Hít vào, thở ra. Hít vào. Bạn thấy không, một số đôi chân có hình dáng như thế này. Và cao hơn, hạ xuống. Lần cuối, hít vào, nâng lên. Bạn có thể dùng cái khăn giống cách cô ấy, hay dùng tay ôm ra phía sau của đầu gối. Giữ đầu gối thẳng, kéo chân xuống nữa, gần mặt hơn nữa. Tốt lắm. Đây là tư thế duỗi thẳng rất tốt. Nếu bạn mới tập, sẽ hơi đau, nhưng sẽ rất tốt. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể mở rộng ra. Giữ thêm 5 giây. 4. Tốt. 3. 2. Từ từ hạ chân xuống. Nằm duỗi ra và hít thở 2 lần. Kiểm tra lưng bạn, cột sống. Bạn thả lỏng nào. Tốt. Hít thở thêm 2 lần nữa. Bụng của bạn nâng lên, hạ xuống. Thêm lần nữa. Xong rồi. Giờ từ từ mở mắt ra lại. Giờ áp sát tay vào cơ thể. Lòng bàn tay úp xuống. Chúng ta sang phần tập cơ. Có một số người có vấn đề về lưng. Giờ để hai tay xuống dưới như thế này. Lần này
nâng nguyên phần chân lên. Hít vào, nâng lên. Đúng rồi. Kiểm tra đầu gối thẳng chưa? Thở ra. Cơ thịt chỗ này rất cứng. Hít vào, thở ra. Tất cả lực đều tụ vào đây. Bạn thấy không? Từ từ hít vào, mạnh hơn và thở ra. Bạn có thể chạm đất mạnh hơn. Nhìn phần bụng làm việc này. Nâng lên khi hít vào, thở ra. Hai lần nữa, hít vào. Cảm nhận sức mạnh của cơ, thở ra. Một lần nữa, hít vào. Giờ giữ ở đây, hít thở. Dùng tay bạn ôm ra sau đầu gối. Ôm chân bạn đi, giữ như thế, hít thở. Bạn muốn làm đầu gối thẳng lên từ từ. Đây là điểm mấu chốt. Lúc mới tập thì nó như thế này. Kiên nhẫn. Mỗi lần luyện tập, đầu gối sẽ thẳng ra từ từ. Tốt, giữ như thế này. Và thả lỏng. Nằm duỗi ra và lại hít thở hai lần. Hít vào bụng nâng lên, hạ xuống. Khi thở ra, nhớ rằng bất kỳ lúc nào hãy quay về với phần trung tâm này. Mỗi lúc hãy quay về với nó, năng lượng và sức mạnh cũng quay về. Tốt lắm. Mở mắt ra. Bây giờ qua tư thế cây cầu, gập đầu gối lên, lòng bàn chân chạm mặt sàn. Giờ nâng hông lên, dùng tay đỡ lấy lưng. Phần vai nằm trên sàn. Dương dài cổ ra như thế này. Phần ngực hướng về phía cằm. Cánh tay khép gần lại. Rãng cao hơn nữa. Giờ duỗi chân phải ra. Lòng bàn chân chạm sàn. Rất tốt. Thấy không? Bạn uốn người dài ra dọc theo xương sống. Nâng đầu gối phải lên. Giơ cao lên và hạ xuống. Nâng lên. Hạ xuống. Làm 3 lần. Nâng lên. Giơ thẳng lên, hạ xuống. Tốt lắm, lần nữa, hít vào, giơ chân cao lên. Rất tốt, hạ xuống. Giờ duỗi chân trái. Tư thế này, bạn sẽ cảm thấy chân bạn vươn ra xa khỏi người bạn. Nâng chân trái lên. Hạ xuống từ từ. Thẳng chân. Làm lại, giơ lên. Thẳng chân. Cao hơn. Hạ xuống. Tốt lắm. Giơ lên. Lần nữa. Từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Cao. Cao, cao hơn nữa. Tôi thấy một số bạn chân run hết lên rồi. Vài người hạ chân xuống, ráng giữ chân. Giờ hạ xuống. Cong đầu gối lên. Nâng hông thật cao. Trong 5 giây. 4 3 2 Từ từ hạ xuống. Hạ chân xuống. Tay để sang hai bên. Nhắm mắt lại. Kéo dài xương sống. Cầm tách xa ngực. Quan sát cách hít thở. Tôi sẽ quay lại ngay thôi. Xin chào. Tỉnh dậy nào. Tôi thấy các bạn nằm tư thế này rất đẹp. Nhưng tỉnh lại nào. Tôi sẽ chỉ cho bước tiếp theo. Các bạn sẽ thích. Ngồi dậy. Nằm sắp xuống. Thật nhẹ nhàng.
hai tay chống lên vai, lòng bàn tay úp xuống sàn, hít vào, nâng tay lên từ từ, giống như tư thế hổ mang. Từ từ lên, nhìn sang trái, nhìn gót chân phải. Tốt, từ từ hạ xuống, từ từ hít vào, nhìn về bên phải, nhìn gót chân trái. Động tác này tốt cho cổ và tạo ra xoa bóp cho vùng bụng. Từ từ nâng lên, nhìn trái, nhìn gót phải, hạ xuống từ từ, hít vào, nâng lên. Khi quay sang phải thở ra. Tốt, hạ xuống, làm 3 lần nữa. Nâng lên, nhìn, từ từ hạ xuống. Tốt, từ từ nâng lên, quay người chậm, hạ xuống. 2 lần nữa, nâng lên, hoạt động cánh tay, rèn luyện cho cơ bắp, từ từ hạ xuống. Tốt, tiếp tục nào. Bạn càng luyện tập động tác này, tay bạn sẽ càng rắn chắc. Một số phụ nữ sẽ hình thành cơ tay rất đẹp. Cô ấy làm rất giỏi, có rất nhiều cách làm. Nhưng hãy làm theo cách của bạn, cách tôi đã chỉ cho bạn. Và bạn sẽ có thân hình hấp dẫn. Tốt. Lần cuối nào. Nhìn thẳng. Giữ nguyên đó. Mở rộng ngực. Cánh tay cong một chút. Giữ đó. Hít thở. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Từ từ nằm duỗi ra. Tay đặt lên trên. Đầu gối lên. Hít thở. Thật sâu. Tốt. Giờ tôi chỉ bạn một kỹ thuật gọi là chó ngẩng mặt, như tư thế con chó. Bạn thấy chó chưa? Bạn có nuôi chó ở nhà không? Bạn quan sát lưng nó, cách nó gặp người, đó là kỹ thuật. Cố gắng kéo giãn xương sống lưng. Kỹ thuật này sẽ không làm lưng bạn đau đâu. Nó giúp cho tay bạn mạnh hơn và vai săn chắc hơn. Xương cũng được kéo giãn ra. Xem sẽ làm gì lần này. Để tay chống ngang vai, cong nó ở đây, ép sát hết mức sát bên hông, hít vào, nâng người hẳn lên, cao hơn lúc đầu, đừng cong tay, thẳng tay, đừng làm thế này, lưng sẽ bị đau, vai nâng lên cao hơn, cứng người, chân cũng cong theo. Đừng quên, chân cũng phải căng cứng. Nâng người thật cao, cứng người, duỗi người ra. Tốt lắm. Tay đặt lên trên, đầu gối lên. Hít thở 3 lần. Tốt. Làm lần nữa. Sẵn sàng. Để tay ngay đây. Sát không. Rồi nâng lên. Cao hơn. Dài hơn. Cứng ngực. Toàn thân giữ cứng. Giữ nguyên đó. Nâng thật cao. Tốt. Phải chắc vai bạn không chĩa lên thế này. Mở vai ra. Nâng lên. Cao hơn. Một số người căng người như vậy. Không. Trước tiên tập trung kéo xương sống dài ra. Tập trung vào đây. Cao hơn. 5 giây. 4. Cao hơn nữa. 3. 2. Nằm xuống.
đặt tay ra trước, bắt đầu hít thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Bây giờ ta qua động tác nửa hoa sen. Bạn thấy có rất nhiều người có vấn đề về lưng. Không phải chỉ có bạn hay một số ít mà là rất nhiều người. Nhưng chúng ta có thể tránh được điều đó khi tập yoga. Bạn càng tập phần lưng, lưng bạn sẽ càng khỏe hơn. Có nhiều nguyên nhân gây tổn thương lưng. Cách bạn ngồi, cách đi, đứng đều có thể ảnh hưởng đến lưng. Nhanh chóng tập động tác này, củng cố lưng của bạn. Giờ tay bạn đẩy dọc theo người, chân sát nhau, tay cầm xuống sàn, kéo cầm dài ra, tập trung vào chân phải, từ từ nhấc chân phải lên, thẳng chân. Như thế, bạn đang kéo giãn lưng, người nâng lên một chút, phần cơ cũng nâng lên từ từ. Phải rồi, hạ xuống. Bây giờ tới chân trái, cao hơn, hạ xuống, chân phải lên, hít vào khi nâng lên, tốt, thở ra hạ xuống, chân trái, hít vào đưa lên, tốt lắm, thở ra hạ xuống, chân phải lên, hít vào khi nâng lên, cao hơn nữa, hạ xuống, chân trái, hít vào, đưa lên, cao hơn nữa, hạ xuống, chân phải lên, hít vào khi nâng lên, giữ nguyên tư thế trong 5 giây, 5, 4, 3, 2, hạ xuống, giờ chân trái, đưa lên, cao hơn nữa, cảm nhận sức mạnh, giữ yên trong 5 giây, 4, 3, 2, chút nữa, hạ xuống. Xếp tay ra trước, hít thở thật sâu. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Kế tiếp, chúng ta sẽ thả lỏng sự căng cứng của lưng. Đọc hiểu tay thế này. Chân phải co lên như thế này, nắm lấy bàn chân, nhấn xuống, một số người mới tập sẽ không nhấn được xuống, nhưng không sao, cần luyện tập thường xuyên để cơ có thể duỗi dài như thế. Tôi muốn bạn nâng lên từ từ, nắm lấy bàn chân như thế này, giữ ngón chân cái. Nâng đầu gối lên, cao lên, tốt lắm, giữ đó trong 10 giây, 9, 8, 7, hãy học cách dùng tay bạn kéo nó lên. Cố áp chân vào bàn tay, chân sẽ thẳng hơn. 5 giây nữa. 4, 3, 2, hạ xuống. Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Gối đầu lên tay của bạn. Giữ người như vậy, lưng sẽ không bị đau và trở nên khỏe hơn. Giờ sang chân trái. Chống khuỷu tay lần nữa. Giờ làm gì? Nhấn xuống. Tuyệt lắm. Vai mở rộng như thế này. Giữ yên đó. Thấy không? Chân bạn đã duỗi ra được. Đặt ở trên người. Giữ 5 giây. 4, 3, 2. Từ từ nâng lên. Giữ ngón chân cái.
nâng gối lên. Giữ nó cao hơn. Tốt lắm. Thấy không? Dùng tay bạn kéo nó lên. 10 giây. 9, 8, 7, cao hơn. 6, 5, 4, cao hơn nữa. Hạ xuống, thả lỏng. Tốt, gối đầu lên tay. Bây giờ chúng ta đi vào kỹ thuật ngủ. Nhiều người nghĩ rằng họ ngủ, nhưng thực sự có những thứ khác tác động làm bạn không ngủ được, như là mơ, suy nghĩ, lo lắng. Do đó khi thức dậy rất mệt mỏi. Mỗi sáng thức dậy rời khỏi giường, bạn thấy rất uể oải. Có nghĩa là bạn đã không ngủ đúng cách. Không phụ thuộc bạn ngủ bao nhiêu tiếng, chất lượng giấc ngủ mới là quan trọng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách ngủ. Dù chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ, nhưng có thể ngủ rất ngon. Bây giờ chúng ta học kỹ thuật và thực hành nhé. Nằm ngửa ra. Thư giãn. Nhớ rằng cách nhau ra. Hai tay đặt hai bên cơ thể, kéo dài xương sống, dài cổ, nhắm mắt lại, thư giãn chân. Không cần nhìn tôi, cứ nhắm mắt lại, nghe tiếng tôi nói, tập trung vào hơi thở, nói với bản thân, tôi thư giãn khuôn mặt. Tôi thư giãn cánh tay và vai. Tôi thư giãn ngực. Tôi thư giãn đôi chân và hơi thở. Cảm nhận hơi thở từ mũi xuống rốn. Hít vào bụng nâng lên. Thở ra hạ xuống, mắt nhắm nhẹ nhàng. Thở sâu và nhịp nhàng. Hít vào bụng nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Ở đây nhé, thật lâu nếu có thể. Xin chào. Với yoga, bạn sẽ trẻ mãi không già. Xin chào.